Giới thiệu với các bạn hai chiếc máy cắt cỏ Mazuyama 32cc các bạn nhé. Con này là có mã là DB gạch ngang S 320. Con này là cũng tương tự. Con này thì là của máy Mazuyama. Thương hiệu thì của thằng Kubota ấy. Chưa nắp tay ghi đông. Cần vào đầu bò là zin theo máy. Mazuyama Big M BC20. Hàng nội địa Nhật nhé. Đã qua sử dụng. Mới có dọn lỗ thôi chứ chưa dọn vệ sinh, chưa cọ rửa đánh bóng, cho nên là hình thức của nó hơi xô xố bẩn tí. Thế nhưng mà còn nguyên bản và còn nguyên lành, không sứt mẻ. Máy 32cc, lòng 38 ly, chế OneBro. Máy này công suất là tầm trung nhá. Đáp ứng được đủ các cái nhu cầu sử dụng, kể cả như là dùng gia đình hay là làm công trình phát dọn rừng đồi chẳng hạn là ok, công trình lâm sinh ấy, thì là máy này là làm đáp ứng được ok. Dòng này rất là tiết kiệm xăng, thiết kế là cứng cáp. Cái này là do để ngoài bãi mưa lắng lâu ngày, nó nhựa nó bị ố bẩn, nhưng mà được cái là vẫn còn nguyên vẹn, cái áo này vẫn còn rất nguyên vẹn, chưa sứt mẻ tí nào, và cái bình xăng cũng rất là nguyên vẹn nhé. Bình xăng này còn nguyên vẹn. Cái ốc này nó có hơi han một chút. Đây này, cái quai đeo này nó bằng thép rất là tốt, mỗi tội nó han này thôi, chúng ta lấy dầu chúng ta bôi vào đây thì nó sẽ bong cái han ra, thì là cái sắt nó sẽ sáng trắng ra. Cái này là chứng tỏ là rất lâu ngày để ngoài trời không được sử dụng, cho nên nó mới han gì như này. Đấy, dấu hiệu của việc là phơi nắng phơi mưa lâu ngày mốc meo. Được cái là máy zin, chưa thay thế nòng hay là piston mà vẫn còn nguyên. Chế quan một rồi nhá, chế zin của nó. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ cho các bạn tham khảo. Máy này thì cũng rất dễ nổ thôi. Giật nhẹ cái nổ. Mình chưa lắp dây ga. Nên là chỉnh ốc chế chưa được chuẩn, khói quá. Chỉnh ốc chế chưa được chuẩn lắm, và ngược lại là xăng pha hơi nhiều nhớt.
tiếp theo mình sẽ test nổ con này cho các bạn tham khảo. Vừa rồi là mình đã giới thiệu qua với hai chiếc máy cắt cỏ Mazuyama, dòng công suất dòng tầm trung nhá, 32cc. Chất lượng máy thì là bao zin nguyên bản, rất là ngon. Chất lượng ấy thì nó còn khoảng được khoảng 90% so với lại máy mới. Còn hình thức thì là nó như hình đây, các bạn có thể nhìn thấy trực quan như này. Hình thức thì là chưa rửa, chưa đánh bóng, chưa phun dầu bóng, cho nên là nó như này thôi. Còn nếu như mà chúng ta về chúng ta rửa đi, bôi dầu hỏa vào xong chúng ta phụt rửa đi, sau đó là chúng ta xịt sơn bóng vào, đẹp long lanh như mấy bác hay đăng lên YouTube ấy. Mấy bác mà hay đăng lên YouTube nhìn bóng bóng ấy, là các bạn ấy là hay phun sơn bóng rồi, nó mới bóng loáng đấy, chứ còn máy cũ thì không thể nào bóng được. Nhựa khi đã ra ngoài làm rồi nó sẽ có sự cọ sát và cái phần nước bóng của nhựa nó sẽ không bao giờ nó còn được như lúc xuất xưởng, kể cả dùng 1-2 lần thôi là nó đã có cái độ đục đi rồi, chứ nó còn không bóng như trên video của người ta đăng đâu. Người ta đăng video nhìn bóng loáng nhưng mà thực ra là người ta đã phun sơn bóng rồi. Còn máy móc thì quan trọng là chất lượng thôi, đã mua hàng cũ thì là quan trọng là chất lượng thôi, chứ còn hình thức thì chúng ta hàng cũ thì chúng ta đừng quan tâm đến sự bóng bẩy lắm, chất lượng nó mới là điều quan trọng. Đây, những cái chiếc máy như này thì nó rất là rẻ, phù hợp với lại những người nông dân mà người ta có cái nhu cầu sử dụng nó vừa phải và túi tiền thì là hạn hẹp, cho nên là chúng ta mua những cái máy này là rất hợp lý. Đồ đạc của những máy này thì là rất là dễ thay thế nhá, rất dễ thay thế, kể cả chế bình xăng, buji hay là dây ga, dây điếc, những thứ rất dễ thay và rẻ, rất rẻ. Video giới thiệu chiếc máy cắt cỏ Mazuyama Big M 32 của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu đặt mua hàng thì cứ liên hệ với cửa hàng mình nhé. Mình số lượng loại này mình có rất nhiều, số lượng không giới hạn nhé, rất nhiều luôn. Đây mình chỉ đăng video làm mẫu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.